Rồi ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Rõ F2P nha. Ở nay thì bên mình ở đèo Năm rồi, đang ở trong sau đèo Năm thì gọi là zone 6 đi ha, đang trong zone 6. Sáng giờ pha cũng được khá khá game anh em. Game thì kiểu mở zone mới ấy, chắc là các anh em chưa đào game nhiều, tôi cũng đào được mấy mỏ game 3, khá là ngon. Nhưng mà có cái man rợ ở cái sau đèo Năm ấy, cảm giác nó đứng cứ thưa thưa các bạn, thành ra là cũng không kéo man được mấy. Ở đây thì cứ làm bãi man rợ đi đã ha. Ôi dây này dài thế, có kéo được từ trên này xuống dưới này không nhỉ? Liệu tham quá không ta? Sợ kéo từ trên này xuống thì hơi tham. Mình xuống mình làm con 48, 44, 47 đi. Thói quen thì cứ vào game là việc đầu tiên làm là kéo man nha. Ok, đánh từ dưới này lên. Tranh thủ vào game gọi là shopping này, trạm dịch này các bạn. Mua tất cả những thứ bằng tài nguyên thôi. Ok, mua luôn. Tiếp tục mua bằng tài nguyên này. Chỗ này bán bằng game mình mua luôn nhá, giảm giá vật liệu 60% thì như mình là mình vẫn mua. Tại mình vẫn cần vật liệu để tinh luyện với biểu trưng các thứ. Thế vào zone này thì mình vẫn kéo bằng gia cát lượng với recharge thôi. Còn kéo bằng Herman, kéo bằng Tào Tháo thì bây giờ phải đổi rồi anh em, không kéo bằng Tào Tháo được nữa rồi. Mình phải đổi, mình kéo bằng Hera. Tào Tháo đi chính thì không hồi máu đủ các bạn, mình mặc set đồ lam hồi không đủ. Nên là lại quay về xài Hera Tào Tháo. Hera đi chính nó có cái bảng bảo phòng thủ hồi khá là ngon. Ở đây ông này đến là AFK, tôi xin luôn nhá. Xin luôn này, xin luôn này. Đó, mình sẽ làm mấy con man rợ đi cho nó gọi là có tí không khí nông dân, đúng không? Nông dân vui vẻ. Sau đấy thì chúng ta sẽ qua xem một chút ở cái map 2377 cập nhật tình hình. Hôm qua thì mình có livestream KVK của 2377 nhưng mà không hiểu tại sao mà cái nhà mạng 4 chữ nó bị rớt mạng liên tục các bạn. Các bạn biết là mỗi lần qua rớt mạng là phải 15 30 phút sau mới có mạng lại. Thành ra là cũng rất là ảnh hưởng đến cái livestream luôn. Hôm qua xem đang hay chứ hôm qua xem đánh đang căng. Hôm nay thì ban ngày nãy mình có vào mình xem thì mình thấy là cũng chưa có tiến triển gì nhiều. Tại vì các kinh đầm của cái cụm 2377 hiện tại đa số đều còn nhiều lực mà các bạn. Kiểu có mỗi hôm trước có mỗi đánh có mỗi một tí đèo 4, nhưng mà thậm chí là đèo 4 mình thấy là họ cũng không có gọi là all in cơ. Đấy, nó cũng khá là giống cụm 2975. Cụm 2377 là đèo 4, có một số trại mở đèo 4 thì người ta không có đánh hết lực. Người ta đánh người ta cũng tém tém. Thành ra kinh lên này đánh khá là căng. Mình thì mình nghĩ là cái trận chiến này nó có thể kéo dài. Trận chiến thì nó có thể kéo dài, có thể lên tới tầm một tuần. Nhưng mà nhiều khi ở trong khoảng 3 đến 4 ngày thôi là bắt đầu biết kết quả của kinh len rồi. Tức là sẽ có một bên có lợi thế hơn. Còn đương nhiên là sau khi có lợi thế rồi liệu có bị lật kèo không. Tại vì cái map của 2377 ấy thì có một kinh đầm là kinh đầm 2774. 2774 thì tiền thân của họ là kinh đầm 2010. Thế 2010 thì họ cũng đã từng giành chiến thắng ở trong cái map KVK trước 2489. Đấy, cái đoạn là gọi là cũng gọi là vào all-in đấy, cũng map all-in luôn. Thì 2489 mặc dù chiến thắng trong kinh len nhưng mà sau đấy thì lại bị vây hãm trong kinh len và cuối cùng để thua. Nhưng mà cái map đợt đấy thì khác, map đợt đấy thì là 2489 2-4, còn hiện tại thì 3-3. Nên là cái việc câu chuyện lặp lại hay không thì chúng ta phải theo dõi tiếp. Mình thì nghĩ là rất khó để lặp lại nhé. Tức là cái map 2377 thì quan điểm của mình hiện tại thì khả năng cao là thua luôn đấy. Nhưng lật lại rất khó các bạn. Đấy, cái đợt mà 2489 bị lật là một phần là do đồng minh 2489 ở đấy. Đợt đấy là có đồng minh với ai ta? 1484, đúng rồi. 1484 thì KVK đấy đánh cũng hơi yếu nên là cuối cùng bị lật. Mình nhớ là đợt đấy là 1525 đánh cũng tốt nữa. 1525, 1188 thì không nói rồi. Nhưng mà 1525 là kinh đầm đánh khá là tốt. Làm miếng nước nha anh em. Ok, thì ở đây chúng ta đang có ở đèo ở cái kinh len của 2377 với 429. Mình sẽ cập nhật một chút về lãnh thổ đi. Hiện tại thì lãnh thổ của 429 đây chúng ta sẽ xem như này. Nó vẫn đang chạm dích nha. Dưới này thì do lại rất nhiều kinh đâm để màu đỏ, thành ra là cũng hơi khó nhìn. Hơi khó nhìn nha anh em. Ok, chỗ này thì ủa cái lãnh thổ màu đỏ này là của ai đây? Của đồng minh 429 luôn à. Như vậy là hiện tại nếu mà nói về đất trong kinh len thì nó sẽ là như này các bạn. Nó sẽ là như này nhá. Đó, cái đèo 6 ở đây là đã bị chạm đèo rồi này. Rồi nếu mà nói như thế này thì tôi nghĩ là 40% đất là cho 2377 và đồng minh và 60% là cho 429 và đồng đội. Wow. Cái cánh ở dưới rất mệt nha anh em. Đây, cánh ở dưới đây là cái
cái đèo 6 của 2890. Ở đây thì mình thấy là đã chạm đèo rồi nhưng mà chắc là chưa công được. Đấy, cũng công được thì ngon quá, nhưng mà bây giờ nếu mà công thì tôi nghĩ là khá là vất vả các bạn. Tại vì khi mà công thì ở sau đèo các bạn nhìn thấy là còn nhiều nick clo như thế này, thì công thì mất rất nhiều thời gian, nên khả năng cao là sẽ không công đèo vội mà đang tập trung đánh ở trên. Chúng ta sẽ nhìn đến chỗ này một chút. Đây là cờ của 1900. Đấy, trại 1900 thật sự là một trại mình đánh giá khá là mạnh. Họ đổi cánh xuống dưới đánh rất mạnh nha các bạn, đánh áp đảo luôn. Ở đây thì cả hai bên cờ đang chữa cờ này. Đây là những cái mình sẽ tạm gọi những cái phòng tuyến gần như cuối cùng trong Kingland rồi của cái gọi là 2890 nha các bạn. Đấy, ở đây họ xây rất nhiều cờ để thủ rồi. Thì nói chung là họ sẽ thủ đến cùng thôi. Chỗ này mà không thủ nữa thì chẳng khác nào bị đẩy khỏi Kingland. Thành ra nếu mà nói về những cây cờ trong Kingland thì những cái cây cờ của chỗ này của 2890 sẽ là những cái cây cờ mà mình đánh giá là thuộc dạng khó công nhất của cái trại này nha các bạn. Đấy, còn trước hôm qua thì những cây cờ trong đây thì gọi là mỏng manh hơn, còn những cây cờ này rất cứng nhá. Xem tiếp lên trên thì đây chúng ta có là cờ của 1651, wow, đầy máu luôn, không bị công luôn. Chỗ này là đang fill này, wow. Đúng là Kingland full lực có khác, fill rất gớm. Cờ của ai đang xây mình chưa nhìn được. Đây là cờ của 1651 anh em, như vậy là đồng minh của 2377 là vẫn đang gọi là xây cờ trong Kingland được. Đấy, chỗ này thì đấy đang rằng co, cờ đang xây nhưng mà không đẩy lên để swarm được nhá. Mình nhớ tiếng game đang để hơi bé để mình to tiếng game lên xíu nha các bạn. Tiếng game nghe cho đã. Ok. Rồi đây thì chúng ta trên này chúng ta cũng có là của VS77. VS77 con cháu cụ Hồ à. 2377 luôn. Ồ. Như vậy là VS77. À đây các bạn, đây VS77 đây. Như vậy là 2377 cũng có thể tham chiến được. Đấy, cây cờ này xây 2377 là vẫn có thể tham chiến được nha. 2377 có thể xuống dưới này để cùng với gọi là đồng minh, đúng không? Đánh với tuyến dưới. Đấy, đánh ở chỗ này là coi như là 429 là không tham gia được luôn đấy. Nhưng mà cờ chỗ này thì đánh giá là đất hơi ít. Này đất hơi ít các bạn. Đấy, cũng chỉ TP được khoảng đâu đấy, khoảng chục cái thành phố thôi. Đấy, có 2377 dưới này là cái câu chuyện đánh fill nó khác hoàn toàn nha. Tại 2377 lực rất khỏe. 2377 tính ra lực mình phải gọi là, cũng gọi là max ping đấy. Cực kỳ nhiều tài nguyên và tăng tốc nha các bạn, trên từng thành viên nhá. Rồi trên này thì chúng ta có fill. Đây là fill của 2650. 2650 đánh với 2774 đang lùa này. Mình sẽ đổi sang trại của 2377 đi. Cái map này nó hơi nhiều trại, không biết không, mình còn chả thuộc tên trại cơ. Chỗ này là 2774 đang bị đẩy nha anh em. Ở cái cây cầu này, ok, cây cầu này thì không phải cây cầu hôm qua. Đây, cây cầu hôm qua là chỗ này các bạn. Thì 2774 đã đi qua cầu được rồi. Nó đi qua cầu được rồi. Đấy, cái vị trí hai cây cầu này thì quá khó công. Đây, cờ của 2774 cũng đang cháy này. Như vậy là có vẻ như là sau một buổi tối nha các bạn. Sau một buổi tối thì hiện tại mình xem lại thì cánh dưới, đúng là cánh dưới là đã bị mất đi một phần lãnh thổ, nhưng mà đồng minh của 2377 hiện tại là thấy là đang có dấu hiệu là active hơn khá là nhiều. Mình chưa thấy 2614 nha. Đó, cái mà mình quan sát đây là mình chưa thấy 2614. Cái bôn này tính ra là của cũng có DVL này. DVL thì mình thấy là 1900 là nhiều. Vậy thì DVL họ đang ở đâu? Chúng ta sẽ cùng xem. Ok. DVL đánh ở đâu ta? Đây chỉ là 2774 thôi. Mình sẽ lên mình xem 429 với 2377 đi. Trên này vẫn đánh này anh em. Đây không phải là trại của 2377 thôi. Rồi thế quái nào mà cái tướng của tôi nó lại hiện như này luôn này. Hình như có chút gì đấy hơi sai các bạn. Nó lại hiện là không cho mình đổi màu rồi. Lag rồi anh em, không sao. Thì vẫn cập nhật cho các bạn tình hình ở đây được. Chỗ này thì 429 với 377. Xem máu cờ này, cờ của 429 là đang cháy này, còn 4000. Đấy, cờ của 2377 là vẫn nguyên zin. Những cây cờ mà càng vào trung tâm của Kingland đều là những cây cờ mà có tính quan trọng mình nghĩ rất là cao để giữ đất trong Kingland. Đây 33 là bắn xe nha các bạn, nó 33 là chơi ba bơ luôn. Ba bơ bắn xe luôn, 33 TC là cũng đã lên xong đạo xe rồi. Đấy, nếu các bạn không biết thì hiện tại cái lựa chọn đạo thứ
6 thứ 7 của các boss ấy là cũng đang có hơi hướng chọn đạo xe. Đạo xe bên cạnh cái việc là có thể kiếm kill rất là tốt thì đạo xe cũng có một đặc điểm, đó là cái con Margaret ấy, nó debuff rất ngon anh em. Nó debuff nó vừa gọi là giảm tốc chạy này, nó vừa debuff giảm thủ, thành ra là khi mà các bạn có con Margaret Barber các thứ trong đội hình ấy thì các bạn sẽ debuff khá là tốt. Đấy, ngoài ra một điểm cộng nữa của những đạo xe, đấy là những đạo xe này thực ra các bạn không cần điều khiển nhá. Đó, đặc điểm của những đạo xe là các bạn không cần điều khiển luôn, anh em chỉ cần cắm cọc thôi. Những đạo xe nó sẽ tự động tấn công những cái đạo quân mà đang tấn công cái đạo quân của các bạn hoặc của đồng đội. Đấy, tức là gần như là nó tự động đánh đấy. Thì anh em cứ hình dung là các boss thì cứ cắm một đạo đấy thôi, còn điều khiển mấy đạo ở trên tuyến đầu. Ok, chỗ này thì chúng ta có Mr. Hope luôn này. Mr. Hope còn 1 tỷ 916 triệu. Không biết là đã survive được nhiều chưa. Hôm qua lúc mà mình xem buổi tối ấy, thì mình nghĩ là ở cái kinh lên này thực ra Mr. Hope với White Lion tính ra lại không survive được nhiều các bạn. Chúng ta đã hy vọng là Mr. Hope với White Lion gọi là survive, gọi là ghê gớm giống cái đợt KBK trước gặp 1671 các thứ. Nhưng mà sau khi mình quan sát lại và nhận định lại ấy, thì tôi nghĩ là survive gọi là tầm này survive mình nghĩ là không hiệu quả. Nói chung là mấy ông này nhiều lực lính nhiều thì nên tập trung đánh phiêu. Cái survive thì có thể chờ đến giai đoạn đèo 7 thì sẽ hợp lý hơn. Tại vì survive thì thứ nhất là tỷ lệ survive rất là ít, chưa kể lại còn mất nhiều TP, mất nhiều thời gian đi tìm nhà để survive nữa. Đấy là một cái content khá là hay nhưng mà mình nghĩ là không hiệu quả lắm vào thời điểm hiện tại. Tức là Mr. Hope và White Lion hiện tại mình nghĩ là đi tập trung đánh đồng ngon hơn. Đây là chỗ cờ của 429 là cũng bị cháy khá là nhiều này. Ô, tính ra bôn trưa nay mỏng nhờ. Liệu đây có đang phải là cái giờ gọi là downtime của hai bên không ta? Mình thấy bôn 429-377 chỗ này so với buổi tối hôm qua là thưa đi nhiều lắm luôn đấy. Ok, ở William Wallace đánh đồng này, hoặc thứ bệnh Bailey, khá là nhiều đạo quân hay. Chúng ta đã tiếp tục xem về thế trận một chút ha. Như vậy là trên này thì các bạn thấy là 377 là cũng đang đẩy lên khá là nhiều, 429 là vẫn đang cầm chân rất là tốt. Đấy, tuy nhiên thì sau một ngày thôi, các bạn có thể thấy là chỉ sau một ngày thôi thì đúng là đất là hiện tại đất của 2377 đang ít hơn. Nhưng mà mình cảm giác là vào cái thời điểm mình đang quay video này, tí nữa là sẽ bảo trì nhá, thì 2377 và đồng minh ấy họ đang đẩy khá là gắt. Các bạn cũng thấy dưới này này, 2890 đang đẩy này. Ở chung là các bạn đồng minh có một cái đầm mạnh 2377 thì tinh thần của bạn rất là tốt. Đây chỉ là bôn của 1900 DVL. Ồ. Đây tiếp tục là bôn của 3212. Có một chút gì đấy hơi là lạ các bạn. Mình cảm giác là hình như cánh dưới này của 429 sau cái thời điểm hiện tại mình thấy họ có vẻ lại hơi ít ta. Mình cảm giác là họ đang hơi ít người thì phải. Không thấy bôn bùng gì mấy, thậm chí là 2890 đang active rất gớm này. 2890 đánh từ tối qua đến giờ đang còn active cực kỳ mạnh nha. Wow. Ok. Nếu mà Kingland này nếu mà nó đi theo cái diễn biến là cứ buổi tối một pha ăn một phe ăn xong rồi ban ngày một phe ăn nữa thì nó cũng gọi là hơi hơi tếu anh em. Đó, lâu lắm mình mới gặp những cái pha như này các bạn, thật sự là lâu lắm rồi đấy, rất là lâu rồi. Mình không nhớ là đã bao nhiêu kỳ KVK gần đây mình không còn thấy cảnh là cứ gọi là ban ngày đúng không, một bên có lợi thế xong rồi ban đêm một bên có lợi thế xong rồi ban ngày một bên có lợi thế nhá. Hiện tại ban ngày mình thấy là cánh 2377 đang khá là mạnh nhá. Ở cánh trên cánh dưới là đang active này, đồng ý là cánh dưới là lãnh thổ là mình thấy là đang mất. Đó, cánh lãnh thổ là đang mất nhưng mà cảm giác họ đang công. Anh em thấy đi bô này đi đến đâu cờ cháy đến đấy. Chạy 1900 thì DVL đép cảm giác này rất ít người các bạn, chắc là ngủ rồi. Mấy ông Ả Rập tầm này chắc đang ngủ rồi, downtime rồi. Không biết là downtime đến mấy giờ đây. Ở tranh thủ lúc đồng minh 429 đang online hơi ít thì cánh đồng minh 2377 đấy rất mạnh nha. Wow. Này đánh như này là rất dễ nản các bạn. Tức là nếu mà các bạn mà rơi vào trường hợp gọi là trước khi đi ngủ ấy thì các bạn đang hừa khí thế đúng không? Đấy, sau khi mà các bạn ngủ dậy tự nhiên thấy kiểu xìu xìu, thấy kiểu lãnh thổ với anh em mà đang hơi yếu yếu là dễ bị xìu lắm. Đánh Kingland thì thường người ta đánh thông luôn, đánh thông 1-2 ngày luôn. Đây trên này là 429 đang đánh tiếp tục với 2377.
À, 429 tràn lên đất luôn. Rồi đánh nhầm vào cả nhà Avix Satan này. Rất gớm nha anh em, đốt cháy cờ của 2377 rồi. Hôm nay cảm giác DVL hơi ít, hoàng bộ này để xem bộ này như nào nào. Làm miếng nước nha anh em. Tối nay là hy vọng mạng ổn áp hơn để live stream. Ok, xem như này mới đã anh em ạ. Xem mà kiểu ở dưới có lợi, ở trên bất lợi tí thì xem nó mới máu nha. Thế trận giống kiểu như là gần như là thay đổi 180 độ so với tối qua ấy. Đặc biệt là phía dưới mình đánh giá rất là cao đồng binh 2890 cũng là đồng binh 2377 của 2377 cánh dưới nhá. Online đi, đang đi bôn rất chuẩn này anh em. Tranh thủ giờ uptime. Đấy, hiện tại thì mình khả năng cao là sẽ đốt cây cờ này thôi. Đốt cây cờ này, đốt hết mấy cây cờ gần luôn. Mình nghĩ là đốt được các bạn, tại mình thấy bôn của 1900 với DVL nó ít lắm. Thằng này sẽ công xuống đốt cây cờ này, đấy fuse rất thưa. Fuse rất thưa các bạn. Wow. Đây đã có ông cầm đạo xe VN Witcher 101 triệu bao Q 5.2. Xe đứng bên này núi cắm quá hay. Kể mà vào đây cắm thì ngon hơn chứ nhở. Vào đây cắm đoạn này cắm liệu bắn có được xa hơn không? Đấy, tự bắn luôn. Chỗ này mình nghĩ là cũng ngon nhưng mà chưa mắc ping nhở. Đi xuống dưới này, xuống thêm dưới này một tí đấy bắn rướn được thì tốt hơn. Nhìn bắn vẫn khá là khỏe. Một nick nữa của DVL mình thấy là vừa TP lên. Đây bồn của 2890 nhờ. Nếu mà kiểu này tôi sợ là uptime của mấy ông Ả Rập là chưa chắc là đã đánh lại đâu các bạn. Nếu mà bên trại 1900 ấy, trại 1900 ấy 2614 mà mới có một ngày thôi mà đã như này thì khả năng là đến tối là dễ là cánh 2377 bắt đầu bật lại có lợi thế đó. Ok, mình thấy là vẫn đang đẩy được, chưa có thả rally ra. Rất đông. Cái bôn ở trên này thì đang chờ. Khả năng là đẩy luôn thôi chứ nhở. Rồi rally đã mở nha anh em. Như vậy là một thế dương đông kích tây. Đó là cái bôn này là sẽ công sang cờ bên phải. Rất là chiến thuật nha. Rất là chiến thuật các bạn. Khả năng là swarm là ăn được. Xung quanh thì không có thành phố nào quá gần. Thậm chí cờ này còn không có lính cơ. Đấy, cờ này là ông Tokuda còn rút lính về. Cờ này không có đép luôn anh em nhá. Rồi như vậy thì sắp tới là cờ dưới. Tốc độ đốt rất nhanh. Mình không biết là vấn đề của ngay trại 1900 với 2614 là gì. Nhưng mà thế trận mình cảm giác là đang có cái sự chuyển biến rất lớn các bạn. Thậm chí là tôi nghĩ là ngay cái thời điểm mình làm video này, có lẽ là thế trận đang xoay 180 độ luôn. Đèo này là không lấy được đâu anh em. Đèo này với cái sự uptime hiện tại của 1900 và 2614 tôi đánh giá là không lấy được. Tối nay thì chưa biết nha, tối nay thì chưa biết. Nhưng mà không hiểu tại sao mà đúng cái lúc mình vào quay video thì chạy 1000 với 900 với 2614 là coi như là mất tích. Nãy giờ mình xem là thấy họ online đánh không nhiều. Đấy, so với tối qua tôi đánh giá chỉ bằng 1/3, 1/4 thôi. Quá ít các bạn. Ở trên này thì 429 cũng đang bị 2377 đẩy lại rồi. Ok, nói chung là mình hy vọng là chúng ta sẽ có khoảng tầm 2 ngày nha anh em. 2 đến 3 ngày, kinh len kéo dài tầm 2 đến 3 ngày. Để biết được bên nào có lợi thế và tỷ lệ win cao.
Còn đến khi mà Kinh Lan kết thúc thì có khi nó kéo dài cả một tuần, cũng không biết chừng. Nhờ cứ với tình hình này thì chúng ta phải xem buổi tối. Đấy, từ giờ đến buổi tối, ví dụ mà anh em nào mà trong game ấy, các bạn mà ở địa sang map này mà các bạn thấy là ở 1964 online lại giống tối qua đẩy được thì mới là hay nhá. Chứ còn mà cứ với tốc độ như này là cũng hơi căng đấy. Hiện tại mình thấy cánh dưới còn mỗi 2774 là vẫn đang active khá là tốt này. Chạy 1964 là tự nhiên nó mất tích luôn, ảo thật. Ok anh em, mình nghĩ là chắc là mình cũng kết thúc video ở đây thôi. Đấy, một video mình cập nhật cho các bạn về thông tin của cụm KVK ở 2377 với 429 nha, rất là hay nha các bạn. Tối nay thì hy vọng mạng không lag thì mình sẽ tiếp tục livestream hóng cùng anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.